Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kênh đi quên Huỳnh nha. Rồi hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh chị em chú bác lô tiếp theo ha. Ok, nói chung là cái tình hình dịch bệnh thì nó đang căng, không phải chỉ ở Sài Gòn mà gần như cũng cả nước anh em ha. Tuy nhiên thì cũng có thông tin là rất là nhiều tỉnh đã 14 ngày không có ca mắc anh em ha. Hy vọng là Sài Gòn sắp tới thì cũng sẽ làm được cái điều tương tự anh chị em nha. Ok, các clip mình có nói anh em ha, thật sự là bình thường đó là cái việc ship nó đã cực khổ anh em nha, đặc biệt dịch đó thì cái việc ship nó càng khó khăn hơn rất là nhiều anh em ha. Shipper nói chung là vừa cực mà vừa nói chung đợt dịch thì nó đối mặt với nguy hiểm khá nhiều anh em ha. Đó, cho nên khi mà mình có đặt hàng anh chị em mình nhớ để ý cái số điện thoại để mình có thể nhận hàng ngay cái lần phát đầu tiên nha, để thuận tiện hơn cho các cái anh bưu tá anh chị em nha. Thì hiện tại như là Bắc Giang thì vẫn ship được anh em nha, tuy nhiên nó sẽ chậm hơn bình thường á, mà không phải chỉ Bắc Giang mà gần như tất cả các tỉnh đó thì cái tốc độ ship nó sẽ giảm xuống so với cái mức bình thường trước khi dịch rất nhiều ha. Đó là chuyện bình thường, anh chị em thông cảm giúp nha. Như hiện tại là Bình Dương đang không ship được anh chị em nha, cho nên anh chị em mình ở tỉnh Bình Dương thì hiện tại là bên bưu điện thì sẽ không ship được anh em thông cảm ha. Các khi nào mà ship được lại thì mình sẽ cập nhật sau anh chị em nha. Tại bưu điện vừa báo với mình như vậy anh em ha. Ok, ngoài các cái vấn đề về đồng oxy thì anh em nghe 59 lô trước anh em cũng chắc cũng rất là rõ rồi anh em ha. Cho nên mình sẽ đi vô giới thiệu nhanh với anh chị em luôn để đỡ tốn thời gian của anh chị em nha. Anh chị em mình nhớ lưu ý cái phần đường kính mặt nha, cái ni tay ha. Ngoài cái phần hình dạng tình trạng mà mình đã xem qua clip anh em ha. Ok, chiếc đầu tiên là một chiếc trăng sao luôn anh em nha. Hôm qua hôm kia chứ. Cái lô 59 anh em ha, có đăng một chiếc trăng sao ha. Rất đẹp luôn của anh ba ha. Đợt này là có thêm một chiếc trăng sao là full hộp luôn. Full hộp nó về như vậy luôn em nhé. Cái hộp thì nó không có ghi cái chữ Casio em nhé. Tuy nhiên nó là về từ bên Nhật như vậy luôn. Đó. Và nó có giấy tờ, giấy giấy nói chung là các cái giấy kèm theo ha. Cái này giấy này cũng như cũng của Casio em ha. Chúng mình cũng chưa có đọc đó anh em nha. Đó. Full hộp luôn á ha. Cái hộp nhung rất đẹp luôn, nhung trong nhung ngoài luôn, rất đẹp, rất mới anh em nha. Cái này anh em có thể làm quà tặng được ha. Chiếc đầu tiên này cũng 550 nha, nó bằng nữa chiếc không full hộp được trước anh em ha. Chiếc này cũng rất đẹp luôn. À, dây được cái là dây nó về như vậy luôn anh em nha. Đó, cái dây rất đã luôn anh em nha. Cái dây này là của Marumen anh em nha. Đầu dây như đầu dây 18 nha, cái dây nó êm cực kỳ luôn. Vải này, cái da này thì chắc là 99,9% là da thật rồi anh em ha. Đó. Đã qua sử dụng cho nên phía dưới này nó có đổ màu tí nha. Tuy nhiên nó không không hề bị rách đâu anh em nha, da xịn mà. Phía trong thì cũng vậy, rất là êm luôn. Da hai lớp sao nè ha, rất êm luôn nha. À. Cái đường kính mặt này thì nó còn bằng chiếc hôm qua anh em nha. Đây. 35 luôn, đúng là 36 hơn tí anh em ha. Nó cũng có các cái ngày trong tháng này, các cái tháng luôn anh em ha. Từ tháng 1, tháng 12. Này là thứ anh em nha. Đây là trăng sao ha. Đó, kim kim mắt ngỗng luôn ha. Cái này chỉ có cái núm là nó hơi xấu tí thôi. À, anh em thấy không? Nó trầy nè. Tại núm này sử dụng hơi bị nhiều, nó tới anh em thấy là tới 6 kim và một cái trăng sao sử dụng trong một cái núm anh em nha. Cho nên cái núm này xe hơi nhiều anh em ha. Nói chung nước này con này nước vàng, cái nước vàng nó là vàng đồng anh em, còn cũng khá đẹp nha. Nó còn có một hai cái chấm nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể anh em ha. Nói chung là tình trạng còn đẹp. Casio Rocky anh em nha, đời rất là cao, đời rất là xịn ha. Nó nặng trịch à. Anh em cầm anh em nhìn là nói chung là khi nhìn là thấy xịn anh em á, còn em khi tiếp xúc với nó là anh em biết nó xịn, nó rất là nặng tay ha. Nó có cái mã nó đây anh em nha, cái đáy thì anh em thấy nó mới kinh khủng ha, dây cũng rất đã luôn, nhìn tay bao đẹp luôn. 550 full hộp anh em nha. Bây giờ mấy chiếc này không full hộp thì nó cũng rất là ít khi nó dưới 700 rồi anh em ha. Nói chung là dịch thì nó sẽ cái giá nó sẽ thấp hơn xíu anh em nha. Nói chung mình cố gắng mình để cái giá nó tốt nhất có thể cho anh em ha. Cái phần này là anh em không phải kính nó bị hư đâu anh em nha, cái phần keo thôi, keo mặt thôi anh em ha. Đó, anh em thấy không? Keo mặt thôi nha, keo mặt nó lâu quá, kính này tại vì kính này vẫn là kính zin mà lâu quá cho nên nó hơi bị bong ra thôi ha. Anh em mình về có làm trong nước cho, thì anh em làm phần keo mặt thì nó sẽ vệ sinh cái phần đó cho mình luôn ha. À, nhìn mới thấy nhá, còn nếu mà anh em mà không có xài nước nhiều thì có thể không cần làm ha, kỹ thì mình đem đi làm ha.
làm trong nước này cũng không có tốn bao nhiêu. Cái kính zin này á, thì nói chung nó có xước góc này tí thôi nè, anh em thấy không? Nó chứ còn tình trạng thì nó cũng xước khá ít ha. Mặt có các cái nổi gân này khá đẹp anh em nha. Chung con này form đẹp ha. Full hộp chiếc số 1 550 nha. Số 1 em á, 550 ngàn nha. Chiếc số 2 tiếp tục là một chiếc trăng sao tiếp nha. Chiếc này của anh Ba Carib anh em nha. Anh Ba đề rất là cao anh em ha. Anh Ba Carib nha. Chiếc này 306 thôi nè, chiếc này nó có khía nè nha, đẹp ha, nó có một cái lỗi nó nhỏ thôi ha. À, 34 nha, luôn đúng là 35.5 gần 36 nha nè. Trăng sao ha, có lịch lọc luôn. Đó, có trăng sao có lịch lọc nha. Em theo. Đây, cái form này thì là cái mà trăng sao thì nó luôn luôn là một cái đời rất là xịn của cái hãng đó anh em biết ha. Đó. Nó có lịch lọc nha anh em nha. Đó, đẹp rất đẹp luôn. Cái điều cái đấy nó hơi chấm một tí nè, một hai cái chấm ở dưới này anh em nha. Đó. Anh em thấy không? Đó, anh em thấy phía dưới nó ha. Phía dưới thì khi đeo lên nó không thấy á, tuy nhiên có lỗi thì mình báo kỹ cho anh em để khi anh em nhận hàng anh em hài lòng ha. Đó. Cái núm nó thì cũng còn nước vàng anh em nha. Cái niềng băm vàng của nó thì còn nước vàng cũng rất đẹp luôn ha. Đó. Nên thông cảm nha, xóm này cũng nít nhiều á, nhạn xóm nữa. Đây, nhà gần nữa ha, mà hàng xóm hẻm cũng nít nhiều nữa, anh em thông cảm giùm nha. Quay đúng cái giấc hay quấy nữa ha. Đây, cái phần núm này nè. Cái phần núm này thì nó hình như nó đẩy vô cái nắp trong cùng á, nó không sát được anh em nha. Không biết là do nó cấn ngay đây sao đó ha. Đó, anh em là nó ở cái nắp là chỉnh chỉnh lịch ngày được anh em nha, thì nó không ảnh hưởng tới việc hoạt động đâu anh em á. Khi nào anh em kéo hết ra thì anh em mới chỉnh chỉnh giờ, ví dụ như anh kéo hết anh em chỉnh giờ nha. Đó, còn anh em đẩy vô á thì đáng lẽ nó ở cái nắp là nó sẽ xoay, nó không có tác dụng nha. Còn ở đây nó đang ở cái nắp là xoay, nó chạy lịch anh em thấy không? Còn cái lịch này á, cái lịch trăng sao này anh em có thể chỉnh được nha. Đó, anh em thấy không, trăng sao nó đang lên này. Giả sử như bây giờ là 5 giờ chiều á, thì anh em set cho cái mặt trời á, nó ở cái mức gần gần lặn chẳng hạn ha. Đó, cho nó chuẩn đó. Khi mà tới đêm á, thì là sao lên nha, thì trăng nó chẳng hạn, mặt trời xin lỗi anh em, mặt trời lặn hết rồi bắt đầu sao lên chẳng hạn ha. Đây là có trăng có sao ha, rất hay luôn ha. Mẫu nó những cái mẫu trăng sao là những cái mẫu rất là hiếm anh em ha. Chiếc này chiếc anh ba trăng sao Carib hàng cổ anh em nha. Dây thì rất là dài luôn ha, lên tay bao đẹp luôn ha, bao đẹp luôn. Đó. Chiếc này bán là bị thâm anh em ha. Đó. Đây nó có cái lỗ đây, mình cũng không có mở ra mình kiểm tra anh em nha, nhấn nó không có vô hết thôi anh em ha, anh em lưu ý nha. Rồi, chiếc số 2 này giá 306 anh em nha. Cái dây này có lẽ là không phải dây zin nha, tuy nhiên chiếc dây si này nó hợp gần như là hoàn toàn so với cái này ha. Rất là hợp luôn, dây còn dài nha. Số 2 306 anh em nha. Số 3 tiếp tục là một chiếc Anba Carib nha nè. Chiếc này size lớn nha, form lớn. Cái dây nó về cái dây rất đã luôn anh em nha. Mình đo kích thước anh em ha. 38 luôn đúng của nó là gần 41 anh em nha. Chiếc này rất đẹp luôn ha. Mấy chiếc Anba Carib là một chiếc thuộc loại hàng cổ anh em nha. Tuy nhiên anh em thấy cái chiếc này tình trạng còn rất ok. Anh em coi cái đáy của nó ha. Đó. Rất đẹp luôn. Những cái trầy này thì nó cũng không tránh khỏi anh em nha, tại vì nó hàng cổ mà, em thấy nó có trầy một cái đường viền này ha. Đó. Nhưng mà lên tay là 100% là không thấy, anh em yên tâm nha. Đó. Đó. Rất đẹp luôn, size lớn. Dây này dây si nó về, cái dây si rất đã luôn anh em nha, cái dây Mimosa anh em nha. Nó ghi là chung thông tin khá nhiều đây ha. Đó. Cái này chắc khả năng cao cũng là dây dây xịn anh em nha, cũng là dây thiệt ha. Đó. Dây rất đẹp luôn, dây quá hợp luôn ha. Con này thì nó có chức năng chronograph anh em nha, chứ không phải là những chức năng nó hiển thị trực quan ngày giờ thứ tháng gì đó anh em ha. Đó, chronograph nha. Đó. Nên thấy bấm là có cái kim trên nó chạy ha, nên thấy kim trên nó chạy ha, kim dưới là cái kim dây anh em nha, kim dưới là kim rốn, dưới là kim dây luôn ha. Đó, kim dây nó chạy luôn, còn kim bên này là kim phúc.
lúc này để reset nè, channel wrap hay gì đó anh em nha, anh em về tìm hiểu thêm ha. Mình kéo hai một nấc ra thì mình chỉnh chỉnh ngày bình thường thôi hả, không không có cái gì gọi là rồi chỉ kéo hai nấc ra mình chỉnh giờ thôi anh em nha. Đó. Chiếc này form cực đẹp luôn ha, 470 nó tới 6 kim ha, anh em ha, 6 kim một lịch quá đẹp luôn, chiếc này rất là khó cho dưới 600 ngàn thật sự luôn anh em nha, quá đẹp luôn ha. Anh ba clip này nha, nó nặng trịch rồi ha, nó hàng xịn, nó nặng trịch rồi chứ không phải là hàng dồn dỗ anh em nha. Cái này thì kính nó có xước anh em nha, kính nó có xước á, xước con mèo này thì mình muốn giữ lại kính thì mình vẫn có thể đi đóng được nha, còn nếu không mình thay kính mấy chục ngàn thôi anh em ha. Đó. Anh em thấy phía phía trong nó làm các cái cọc của nó nè ha, làm có cái đường rãnh vô, cái mặt rất là sâu ha, bởi vì cái con này là không phải thuộc cái loại mà form mỏng thanh lịch anh em nha, nó là 10.5 ly anh em nha. Đó. Anh em biết có mấy cái chiếc như Dolce mà form là siêu mỏng nó chỉ có 5 ly thôi à, rất khủng khiếp. Chiếc này nó dày một phần là do cái phần mặt này so với cái kính nó rất là sâu anh em nha, chứ không phải là do cái bộ máy nó dày anh em ha. Đó. Số 3 là 470 ngàn anh em nha, giá rất tốt luôn. Chiếc số 4 anh em nha, chiếc Maxi á, chiếc này cũng là máy Nhật anh em nha, máy Nhật hết nha. Chỉ có chiếc nào máy Thụy hoặc máy Tàu máy Sinh thì mình báo, đôi khi máy Nhật mình quên báo là anh em mình không báo là anh em hiểu giúp mình là máy Nhật nha. Chiếc này cái mặt kính này kia còn rất mới luôn à, tuy nhiên nó chỉ dành cho anh em nào tay nhỏ thôi nha, hoặc là dành cho các chị thích 6 kim ha. Đó. Này size 32 à, luôn đúng của nó thì là 35 nha nè. Đó. Mà cái đầu dây này là đầu dây 16, đầu dây 16 nha. Đó. Cho nên dành cho anh em là tay vừa tay nhỏ thôi nha, cái dây nó về như vậy luôn em ha, cái dây còn khá là ok mình giữ lại ha. Đó. Cái mặt mới tinh luôn ha. Đây là có cái nút đây để chỉnh gì đây nè, kéo một nắp ra thử nha nè. Đây à, đây là chỉnh ngày nè em ha, này bình thường nó làm cốt thôi cũng đủ chỉnh, này làm thêm hai cốt quá nhìn ngầu hơn anh em ha. Đó, anh em thấy mới ngày mới chạy qua cái nó tháng nó chạy lên tháng 8 anh em ha. Đó, anh em thấy không, chẳng hạn như qua nữa nó lên tháng 9 anh em thấy không. Đó. Rồi còn thứ thì anh em cứ chắc có lẽ là chỉnh 24 giờ thì nó nhảy thứ thôi anh em nha, thứ luôn luôn là vậy á, thứ khi chỉnh nhanh lắm, anh em thấy cái độ mới nó còn cao không, rất cao nha. Anh em nào tay nhỏ mua chiếc này thì quá quá là đẹp anh em ha, lưu ý tay nhỏ thôi nha, còn nếu mà anh em nào tay hơi lớn mà thích thì về mình có thể mua cái dây 20 anh em chế cái bảng lớn này ha, thì đeo sẽ rất là đẹp luôn ha. Tại cái mặt nó thì 33 33 34 35 gì rồi, 32 không núm á, còn 34 hình như 34 cả núm thì nó cũng khá ổn cho anh em tay vừa tay nhỏ nha. Chiếc này nó nặng trịch rồi mà nó mới tinh anh em nha, rất mới luôn ha. Maxi nha, Water Resist ha. Đó, 6 kim đàng hoàng, có kim có mũi đỏ luôn, quá đẹp luôn. Đó, anh em tay vừa tay nhỏ ha, lên rất đẹp nha, hoặc là các chị nha. Các chị nào mà thích 6 kim thì những cái mẫu này thì không thể bỏ lỡ ha, tại vì đợt này á thì cái kênh tương tác đã kém mà kênh tương tác với giới tính nữ nó còn thấp nữa anh em ha. Đó. Cho nên mình đăng nữ sẽ ít lại, anh em thông cảm nha. Các chị thông cảm ha. Số 4 là giá 350 ngàn nha, rất đẹp luôn. Hai cốt ha, 6 kim. Số 4 350. Số 5 anh em nha, một chiếc Kirin ha. Chiếc Kirin này thì là máy Epson nha anh em. Cái dây này cũng dây xi chứ không phải là dây thay mới của mình ha. Dây cũng khá là đã anh em nha, khá là đã ha. 200 ngàn thôi. Form siêu thanh lịch luôn anh em ha, những form này gọi là form thanh lịch ha, nó làm rất là mỏng à, càng cũng gọn gàng anh em ha. Đây anh em thấy là nó là 7.5 anh em nha, cái càng của nó thì nó dài là tới 40.5 lận anh em nha. Đó. Cái đường kính của nó thì là 34 luôn, đúng là 35 ha, dành cho anh em tay vừa tay nhỏ lên bao đẹp luôn ha. Anh em là tay vừa tay nhỏ thì có những chiếc này để thay đổi thì tuyệt vời luôn em ha. Máy Epson Nhật đàng hoàng nha nè, anh em thấy cái đáy này ha, niềng xung quanh này ha, độ mới rất cao luôn, dây xi luôn em nha, chứ không phải là dây mới. Nói chiếc này thì form nó quá đẹp rồi ha, form tuyệt vời luôn ha, giá 200 ngàn thôi em nha, chiếc này giá rất tốt luôn ha. Số 5, 200 nha. Số 6 chiếc này mới đã anh em ha. Script nó có nhiều chiếc đẹp lắm nè, máy thì là máy Miyota luôn, máy Miyota vàng luôn em nha, là được trang bị trên mấy cái hãng mấy cái chiếc thời trang xịn đó. À, Daniel Wellington là clip sau nó sẽ về anh em nha, hy vọng là phải kịp ha.
mình chỉ giới thiệu mấy anh em ở chiếc đó. Tuy nhiên đây anh em Wellington thì anh em biết hàng si thì giá nó cũng cũng phải gấp rất là nhiều lần số này ha. À, bên trong thì cái máy nó y xì thôi ha. Anh em thấy chiếc này nó đẹp không? Phong quá đẹp luôn. Script mà chiếc này là thuộc dạng đẹp hiếm thấy luôn em nha. Size lớn này chứ, 38 nha, luôn đúng nó là tới gần 40 này em nha. Đó, phong lớn thì càng dài khủng khiếp luôn. Càng dài tới 42.5 luôn, quá đã luôn, mới cứng luôn. Chiếc này 300 nha, chiếc số 6 ha. Một trong những chiếc script đẹp nhất luôn em ha. Dây xích nha. Càng dài, rất dài luôn. Cái dây này là dây Maruman em nha. À, xin lỗi em, dây Bambi nha, đầu 19 ha. Anh em kiếm cái dây mà cao su mà Bambi chế tạo riêng nó hơi bị ít anh em nha. Thường là phải tháo lại trong mấy cái chiếc điện tử anh em ha, giá rẻ để mình có thể bỏ vô đây ha. Còn đây là cái chiếc dây về bộ luôn anh em nha, rất là hay luôn, rất đẹp luôn. Mấy cái dây này nó hơi bị mắc tiền anh em ha. Anh em thấy cái càng không? Cái càng nó rất là dài ha, cho nên anh em nào tay lớn mình thích cái form này mình vẫn đeo được nha. Dây này là dây cao su nữa cho nên nó nhìn nó rất là năng động thể thao anh em ha. Đẹp khủng khiếp luôn, sau số tiền 300 ngàn quá đẹp anh em ha. Mua mấy cái dây cao su 150 chưa chắc nó xịn bằng cái dây Bambi hàng 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 nội địa Nhật này anh em ha. Quá đẹp luôn. Số 6 300 anh em nha. Số 7 một chiếc Polaris anh em nha. Chiếc này là kính lồi ha, kính lồi mà cái kính khẳng định luôn ha, không một vết xước nha nè ha. Có tráng kiến xung quanh nè. Chiếc này cũng vậy, rất nổi bật nếu mà ra ngoài ngoài nắng anh em nha, rất đẹp ha. Chiếc này máy option luôn nha. Chiếc này thì nó trong tình trạng giống như chưa xài vậy anh em ha, cho nên em thấy cái tem đáy nó vẫn còn nè ha, nguyên zin luôn. Đó. Niềng này kia nó còn mới lắm, dây nó cũng về như vậy luôn nha, mình không thay ha, dây này không thay. Dây nó về như vậy luôn và rất là còn rất là mới luôn, tình trạng rất mới luôn. Tại vì cái chiếc mà kính lồi là một trong những cái kính nó dễ hư nhất luôn em ha, kính lồi hoặc là kính vát kim cương á. À, nó không phải sapphire thì nó rất là dễ mẻ hoặc là dễ xước anh em ha. Tuy nhiên cái này thì nó không với xước ha, mà lại đồ đóng rồi nha. Đó. Cho nên khả năng nó chưa xài thì gần như là rất cao luôn ha, rất đẹp. Chiếc này rất là đẹp, rất là thanh lịch luôn. 18 thôi nha nè, Boris nha, 34 luôn, đúng của nó là 36 anh em ha. Đẹp kinh khủng luôn. À, cái càng nó cho anh em, cái càng anh em thấy cái độ dài của nó nè, 40 anh em nha, càng 40 ha. Form này giống mấy cái càng làm giống mấy cái form Omega anh em ha. À, rất đẹp anh em nha. Chiếc này thì giá là 108 thôi, chiếc số 7 nha nè. Chiếc số 8 này không, chiếc theo va, chiếc này của máy Epson luôn, mấy chiếc này máy Epson hết nha. Chiếc này thì dây nó cũng là dây si, nó về như vậy luôn ha, cái dây còn rất là ổn luôn em nha. À. Này cắt sơ cái cổng chỉ này ra thì nó còn mới, còn xài tốt anh em ha, không nên thay làm gì phí anh em nha. Dây này mềm lắm, dây này khá là ok. Form này cũng giống như cái chiếc Curran này anh em ha, đó rất là thanh lịch luôn. 34 luôn, đúng là 36 hơn nè ha, càng tới 39 năm lần em nha. Số 8 là giá 150 anh em nha. Đó, rất đẹp ha, với 150 mình có một chiếc. Giả sử như anh em là chưa có chiếc nào thì rất là nên mua ha, hoặc là anh em có rồi thì vẫn nên mua ha. À, có một vài chiếc thay đổi nó còn hay ha, giá nó quá tốt mà ha. Rồi chiếc số 9 anh em nha. Chiếc này là máy Nhật xám này Hoàng anh em nha. Ban đầu mình tưởng là máy China ha, mà máy Nhật xám á, người bán giá nó cũng như máy China cho anh em thôi. Riêng cái cặp dây đầu này, đầu hôm có lẽ là 24. Cặp dây lớn lắm. Cặp dây rất là bự luôn. 24 đúng rồi em nha. Đó, cặp dây này còn mới cứng luôn, cái mặt cũng vậy ha, cầm khá nặng tay anh em nha. Có điều nó bị có một cái là không biết cái số số 5 hay số gì đây nè, anh em thấy không? Nó có cái số 5 hay số gì đây nó bị rơi ra, mình thấy số 5 nó vẫn còn, mình cũng không hiểu nữa anh em ha. Đó, anh em thấy không? Đây nè ha, cũng không biết nó rơi cái nào, thấy các cái cọc nó còn đủ hết anh em nha, các cái số nó còn đủ hết á, mà thấy số 5 nó cứ chạy chạy á, mình chả hiểu nữa ha. Đó. Thật ra mình nếu mà mở lấy ra luôn được anh em ha, tại vì số 5 nó có rồi nè, cũng không hiểu số 5 này nằm ở đâu nữa ha. Có lẽ cái này không cần thiết, hoặc là lúc nó dán thừa sao đó ha. Đó. Cầm nặng tay lắm, rất là nặng tay nha. Đó. Nói chung còn mới, đồ mới thì rất là cao luôn, mới cực cao luôn ha. Chiếc này trăm trăm rưỡi thôi nha.
Size thuộc loại size khổng lồ ha. 44, luôn đúng là 46.5 nha, chiếc số 9 này giá 150 anh em nha. Chiếc số 10 là một chiếc Nancy. Chiếc này như máy tàu thôi nè anh em nha. Máy tàu mà nó làm cái mặt 3D rất đẹp luôn. Máy tàu anh em nha. Mấy chiếc này về anh em làm keo lại thì xài nó cũng rất là ok anh em ha. Đây anh em thấy cái mặt nó nè. Đó, anh em thấy cái cọc với cái số nó nổi lên cao ha. Tất nhiên là nó chạy ba kim thôi ha, mấy cái thì mấy cái núm này nó không có tác dụng đâu anh em nha, là núm thời trang thôi anh em ha. Nó chỉ có cái cốt này để kéo nó chỉnh giờ thôi nha. Dây rất mới luôn nè ha, dây cao su silicon luôn ha, rất mới luôn ha. Size này cũng thuộc loại size khủng. 495 và 54 anh em nha, đó, size khủng ha. Chiếc này là giá số 10 này giá 150 anh em nha. Số 11 anh em ha. Số 1 chiếc QQ, chiếc này khả năng trong nước lúc mới rất cao luôn, 13 luôn anh em nha. Mấy cái chiếc mà nắp và vàng ốc này ha, thì trong nước nó thường là tới 13 lần anh em nha. Đó, đáy nó có thuyền buồm ha. Đó, gọi thuận buồm xuôi gió được anh em ha. Đó. QQ thì anh em biết rồi ha, máy nó cũng rất đẹp luôn. Dây nó này, dây nó cực kỳ xịn luôn ha. Riêng cái dây này không là bảo đảm với anh em là đủ tiền nha. Đó. Máy này mà đẹp với thường giá cái kính đẹp với thường giá 150 170 này mà. Kính này hơi xước này em thấy để đeo luôn được ha, thì giá nó còn 100.000 thôi, còn em không muốn thì thay kính, kính này cái đường kính nó nhỏ thôi, thậm chí em thay sapphire luôn được ha. Đường kính của cái kính này chỉ có 27 thôi anh em nha. Đó, đó số 11 này sale về cho anh em đeo luôn hoặc là thích thay kính nha. Số 11 giá là 100.000. Form thể thao anh em nha. Form thể thao thì anh em biết đó, không có kén lứa tuổi cũng như là giới tính anh em ha. 385 41 anh em nha. Mấy chiếc này lên tay rất là dễ lên tay luôn, không có kén đâu anh em ha. Cực kỳ dễ lên tay, màu đen rất đẹp luôn. Số 11 100.000 thôi. Số 12 anh em nha, một chiếc Citizen XC anh em ha. Cái đời này rất cao luôn, cái đời Citizen XC này là nó tương đương với lại Seiko LK anh em, LK anh em ha, LK đó ha. Tất cả các hãng nếu ra cái đời gì là các cái hãng thường nó sẽ cạnh tranh cùng đời với nhau anh em ha. Đó. Nhưng hãng lớn nó cạnh tranh quyết liệt với nhau anh em ha. Đó. Cho nên cái XC này thì nó phải nói là tuyệt đẹp luôn ha. Cái dây này là dây dây này là dây thay mới, nhưng mà dây này dây thay mới xịn anh em nha. Xịn lắm, dây rất xịn luôn ha. Cực kỳ đã. Mấy chiếc này thì form dành cho mấy chị nên form nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nha. Tầm 19 nè ha. Luôn càng nó thì là 23 nha. À, xin lỗi anh em. 33 xin lỗi anh em nha, 33. Anh em thấy cái mặt kính nó vát không? Gọi là vát 3D anh em ha, nhìn nó tạo cảm giác nó lồi lên hẳn luôn anh em ha. Anh em coi các cái cọc của nó, cọc số của nó này. Nói chung làm rất là thiết kế rất là tinh xảo anh em nha. Ngay góc này nó kính nó hơi mòn nhẹ tí xíu thôi nè, mình chỉ nên thấy đó, chứ còn nhìn xa thì rất đẹp luôn. Máy này mà anh em ra bắt sáng á, cái kính nó vừa có cái độ vát nha, vừa có độ vát mà cái cọc số nó vừa nổi, mỗi cọc số nó đều giống như là nó tráng kính, nó tráng kiến vậy anh em ha, cho nên nó ra sáng nó siêu đẹp luôn ha. Chiếc này dành cho các chị nữ. Số 12 200.000 nha. Số 13 anh em nha, một chiếc Legra Valentino anh em ha. Đó. Chiếc này được cái là cái cặp dây của The Clubhouse em nha. The Clubhouse là cái hãng rất là nổi tiếng luôn, hàng nó siêu chất luôn. Mình thấy chưa có chiếc The Clubhouse nào mà xấu mà hàng dởm hết em nha. Đó. Nó thiết kế nó hao hao như những cái mẫu xịn của Citizen anh em ha. Tuy nhiên đó là cái dây này thì là The Clubhouse, nhưng mà cái hãng này là hãng Legra Valentino em nha, một cái hãng thời trang em ha, của Ý hoặc là của Pháp em nha. À, cái đáy này anh em thấy nó cong này, cái phần thiết kế nó cũng cong này ha. À, nước vàng này, chỉ có mấy cái góc này nó hơi trầy nhẹ tí thôi anh em nha. Đó, hơi trầy rất là nhẹ thôi, nước vàng tổng thể còn ok. Cái kính của nó thì được cái kính nó không xước luôn, quá tuyệt vời luôn em ha, hài lòng nha. Dây là dây mới tinh luôn, cái dây này mua không là một đống tiền anh em nha. Cái dây của The Clubhouse này ha, quên chứ không, đợt sau về mấy chiếc đợt lóc hao nhưng mà không biết có nữ hay không á, để lại cái này lóc vô là nguyên zin là rất giá trị luôn ha. Đây các chị đeo thì bao đẹp luôn, dây nó xịn lắm, dây nó êm lắm.
Số 13 này giá 200 ngàn nha. 21.5, luôn càng nó là 28 anh em nha, số 13 200. Số 14 anh em ha. Giới thiệu anh em tiếp cái mẫu rất là quen thuộc của nhà Theva ha. À, Theva này, Script rồi mấy cái hãng QQ, mấy cái mẫu này thì mình luôn luôn mình không không mình để khá lung tung á, tuy nhiên những cái mẫu này của nam của nữ thì lúc nào nó cũng tầm mười mấy chiếc anh em ha. Rất nhiều luôn. Tại những cái mẫu này giá nó tốt mà máy nó đẹp anh em nha. Máy nó thì rất đẹp ha. Form cũng đẹp nữa. À, đặc biệt là cái độ mới nó cao anh em. Cái độ mới rất là cao ha, rất là thích hợp dành cho mấy chị luôn. Anh em thấy có 130 thôi nha, sale giá 130 thôi. Kính là dây nè ha. Đấy nè, đấy tem chưa bóc luôn. Quá đỉnh để cho mấy chị có một chiếc để có thể đeo sinh hoạt hoặc là đi chợ gì đó ha. Dây này dây free size thì mình không cần quan tâm tới cái ni tay nha. À, mình coi cái đường kính mặt nó phù hợp với cổ tay mình không ha, cái form này mình thích không nha. Đó. Chống nước là tới 53 ha, 53 là dư xài sinh hoạt rồi anh em nha. 26 anh em nha, 27.5 anh em nha. Đó. Bây giờ mà mình mua đừng không nói hàng tàu anh em, hàng tàu thì ghi rất linh tinh, mình không có biết đằng nào mà lần anh em ha. Bỏ tầm 3 triệu đổ xuống thì thường nếu mà mấy chiếc thời trang thì khả năng chống nước nó chỉ tầm 33 thôi là cao rồi ha. Đó. Những chiếc này anh em mua mới thì giá nó cũng tiền triệu hết anh em nha, chứ nó không có cái giá vài trăm ngàn anh em ha. Ok, chiếc số 14 là giá 130 thôi. Số 15 anh em nha, một chiếc Attitude anh em ha. Chiếc này dành cho mấy chị nè, quá đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn, 26 nha anh em. Luôn đúng tầm 28 anh em ha. Đó. À, chiếc này thì máy Nhật 100% rồi. Khẳng định với anh em máy Nhật 100%, chiếc này nó cũng vậy ha, nó xài cái dây The Clock House luôn ha. Cặp dây, hai cặp dây The Clock House quá xịn sò luôn, cặp dây này cũng vậy, như mới luôn ha. Không có răng bên trong bên ngoài thì cũng đều không răng hết nha. Riêng cặp dây này hơn 100 ngàn rồi anh em nha. Đó, rất đẹp dành cho mấy chị luôn. Đẹp mà xịn đó anh em ha, cái mặt nó nặng trịch đó. Nó làm bằng nó làm kim nó đúc hay sao mà nó nặng trịch này anh em nha, rất nặng luôn, hài lòng nha. Cọc số trò mấy chị rất là dễ đọc giờ ha. Số 15 107 nha. Số 16 á, chiếc này đọc nè. Chiếc này 108 nha, chiếc này là máy Nhật xám anh em nha, của hãng Misty anh em ha. Đó, anh em thấy trong cái mặt nó là có 5 hạt. 5 cái hạt này anh em thấy không? 5 cái hạt ha, 5 cái hạt chạy chạy nè. Rồi các cái bên trong là có thêm 6 cọc số rồi cũng làm hạt luôn ha, rất là chịu khó đính hạt luôn. Ở đây thì nó có hai trái tim là anh em thấy là ở đây có hai trái tim là nó có kiến anh em nha. Đó, hai trái tim có kiến, còn hai trái tim này rỗng nha. À, tổng cộng cũng mỗi bên ba trái tim, rất là nói chung ni tay rất dài dành cho mấy chị luôn ha. Mặt khảm sẽ cực đẹp ha, nói chung khá nhiều ưu điểm á. Cái độ mới đó còn ở mức khá anh em nha, không phải xuất sắc nhưng mà lên tay vẫn còn rất đẹp dành cho mấy chị luôn ha. Ba đẹp dành cho mấy chị luôn, tay tầm 16 đô lại nha, 16-16.5 đô lại ha. Đó, chiếc số 16 này giá là 108 nha. À. Số 17 anh em ha. Số 17, 18 là hai chiếc Chalet Vanguard anh em ha. Chalet Phone, chữ này cũng hơi khó đọc quá, mình tạm đọc như vậy anh em nha. Chiếc này nó chống nước 13 anh em nha. Chiếc này thì nó là bằng thép ha. Chiếc này là all stainless steel anh em nha, cho nên nó là nguyên một cục thép ha. Cầm nó rất là nặng, rất là xịn. Tuy nhiên á, cái chiếc thứ hai là nó lại làm bằng titan anh em nha. Đều là những cái vật liệu xịn hết anh em ha. Titan thì theo lý thì nó còn mắc hơn là thép anh em ha. Đó. Chứ không phải là hàng si ha. Nếu mà vỏ si thì nó sẽ rẻ tiền hơn và nó nhìn nó sẽ không có xịn sò nữa. Chỉ cần khi anh em cầm lên tay là anh em biết liền ha. Chiếc này thì size nó là size nhỏ hơn chiếc kia nha. Size này dành cho anh em tay vừa tay nhỏ nha, nên lưu ý cái size mình đo rất kỹ anh em ha. Đây nè, 34 nha, luôn núm của nó thì là 36 anh em nha. Đó, luôn núm 36, cả núm 34 nha. Con này dây thì đầu 18 anh em nha. Đó, dây xương cá của nó nè, dây còn rất mới luôn. Với lại cái dây mà dây kiểu dây dây thép này thì anh em đánh bóng thoải mái, anh em không không cần lăn tăn luôn, đánh bóng thoải mái. Con này thì chạy rất là ok rồi. Nói chung mấy chiếc này,
Mấy chiếc này thì chiếc nào cũng chạy chuẩn hết, anh em yên tâm ha. Đó. 6 kim nha, cái này thì nó hiển thị thứ này, ngày trong tháng này ha. À, xin lỗi anh em, đây là 24 giờ, cái đây là ngày trong tháng nha. Cho nên em lưu ý thì ngoại trừ những cái kim rốn là kim dây ra nó hoạt động anh em nha, chứ còn những cái mà biểu hiển thị ví dụ thứ ngày tháng gì đó thì nó không có chạy đâu anh em nha. Cho nên đôi khi anh em nhận về thì anh em nhìn anh em để ý cái đó, chứ không nhận về nó sao kim không chạy là không đúng anh em ha. Ví dụ như này thì ba kim này nó sẽ không có chạy đâu anh em nha, nó chạy khi kim giờ hoạt động á, đủ vòng của nó thì nó mới chạy anh em nha. Đó. Anh em yên tâm á, mấy chức năng này mình kiểm tra rồi, mấy chức năng thì nó rất là dễ để mà kiểm tra anh em ha. Đẹp, rất đẹp luôn, có được cái kính hơi trầy nè. Mấy chiếc này bán tầm 4,5 triệu đi lên không anh em nha. Những cái loại all stainless steel này thì nó rất là mắc tiền ha. Cái kính này hơi trầy nha, anh em về xài luôn ha. À, hoặc là mình đánh bóng. Cái này nó trầy nhẹ thôi, mình đánh bóng vẫn được nè. Hoặc là anh em mình thay kính mới, lỡ thay rồi mình thay sapphire luôn nha, cho nó xịn ha. Giá siêu tốt luôn ha. Anh em thấy kính có trầy nha, mình báo rồi anh em nha. Đó. Số 17 này 307 thôi. À, anh em tay vừa tay nhỏ ha. Đều rất là đẹp ha, những anh em tay vừa tay nhỏ mà thích hơi ngầu ngầu nhẹ mình đeo mấy mẫu này, bởi vì mấy mẫu 6 kim thì nó lại size nhỏ rất ít anh em nha, đa số đều size lớn hết anh em ha. 17 307 giá cực tốt luôn. À, mua quên đo cái cổ tay cho anh em nha. Anh em cổ tay còn quá trời rộng luôn, anh em yên tâm ha. Đa số 17 307 nha. Số 18 anh em nha, chiếc này 408 anh em ha. Chiếc này là một chiếc nó ghi là all titanium anh em nha. Size này size lớn. À đây. Anh em thấy không? All titanium ha. Thì mình thấy là mấy cái mắt này, một mắt là gọi là phải phải bóng anh em ha. Chiếc là nó hơi mờ. À, nói chung nó nhẹ lắm, toàn thân nó nhẹ giống như nhựa vậy đó, nó rất là nhẹ. Cái chất titan này thì nó rất là nhẹ rồi anh em ha. Tuy nhiên cái đoạn phay bóng này mình không biết có đúng là titan nguyên khối hay không, mình không dám khẳng định anh em nha. Còn nó ghi on titan ấy thì thường là tất cả đều là titan hết nha. Nó làm từ cái lõi cho tới cái bề mặt vậy ha, chứ không phải là nó xi lớp ngoài nha. Đó. Đó, chiếc này giá 408 nha, chiếc này thì kích thước nó lớn hơn. À, nó tới không núm là tới 38 nha, luôn núm của nó thì tới 40 anh em nha, nó lớn hơn một bậc ha. Thì nó cũng chiếc này thì được cái là cái kim rốn của nó kim rốn là hiển thị giây nha, hiển thị phút. À, cái này là chrono wrap anh em ha. Đấy, con này chức năng chrono wrap nha. À, tùy tùy cái chức năng của nó chứ không phải là chiếc nào nó giống chiếc nào. À, anh em thấy kim chrono nó chạy ha. Đó. Mấy chrono này về anh em mình nghiên cứu nha. Coi thì cái này. Đó chính là đúng giờ chứ không đúng công. Ok. Chrono mà 1 phần 10 giây có nghĩa là nó chạy một 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 vòng nãy là nó được dưới đây nó chạy nó dứt 1 giây này anh em nha. Đó, em thấy nó dứt 1 giây ha. Tương ứng trên này nó chạy được một một phút thì bên này nó nhích cái anh em nha, bên này là second á, dây này anh em nha, còn trên này là 1 phần 10 giây nha. Đó. 1 phần 10 giây, cái độ phân giải 1 phần 10 thì nó chưa lớn anh em ha, có nhiều cái độ phân giải nó là tới 1 phần 20 ha anh em ha, đó thì nó sẽ quay nhanh hơn. Này 1 phần 10 thôi anh em dễ nhìn hơn, cứ này nó dưới này là cái kim của Chono luôn chứ không phải là kim dây, anh em lưu ý nha. Đó. Chứ không phải là kim nào nó cũng chạy hết, anh em lưu ý nha. Đó. Anh em thấy ha, ba kim chính ok ha, kim này nó nhẹ như heo rồi. Anh em là thích titan thì mua cái mẫu này tuyệt vời rồi ha. Size lớn, à, mình đo đi tay nha. Đi tay còn rất là dài cho anh em luôn ha. Tầm à, cái này là xả hết rồi nhưng mà còn rất dài nha. Anh em yên tâm là tầm 19 mình vẫn có thể đeo được nha. 18 năm 19 vẫn đeo được ha. Đó. Rất thoải mái luôn. À, mấy cái mẫu titan này thì anh em cầm lên nó nhẹ lắm, nó rất là nhẹ luôn ha. Tất nhiên là nó có trầy xước sơ sơ anh em nha, chứ không thể nào mà không trầy xước được ha. Đó. Kính nó có xước nè. Đó. Kính này thì anh em đánh là đơn giản thôi anh em ha, chiếc này xước ít ha. Đó.
All titan luôn, nó nổ cái nóc nó cũng làm titan luôn em nha. Bình thường là nó ghi là stainless steel bed anh em ha, là cái nóc nó bằng kim loại này, nóc titan luôn. Ok, chiếc này giá 458 nha, chiếc số 18 á, giá 480 ngàn nha nè. Số 19 nha, giới thiệu với anh em một chiếc 6 kim giá siêu rẻ luôn. Form này form nam đàng hoàng em nha, chứ không phải là form nữ ha. Đo cái thứ cho anh em trước luôn. Đó, 37 năm nha, luôn đúng là 39 anh em nha. Chiếc này giá 280 thôi. Anh em nào thích 6 kim thì mua mấy chiếc này thì rất lợi luôn ha. Thậm chí nó rẻ hơn mấy cái chiếc ba kim thông thường luôn ha. Đó. Dây đúc đàng hoàng nha nè. Em thấy dây đúc ha, đây cái đáy nó ha, cái đáy nó hơi xấu tí nè, à, đáy nó hơi xấu là mình sale nó nửa giá luôn á, Emro Valentino nha, hàng thương hiệu Ý nè em ha, à, đáy xoáy luôn em nha, đáy xoáy ha, đúng có logo luôn nè, chữ V ha, Emporio Valentino nha, này nó có chức năng chrono wrap ha anh em ha, à, đây là dây nè, phút và giờ anh em nha. Đó. Nói chung là đồ mới nó cũng còn khá là ok anh em ha. Anh em nào về có làm chống nước thì cho thợ vệ sinh lại xíu đẹp ha, đánh bóng kính nè ha. Đó. Kính nó có xước nhẹ thôi ha. Đó. Nói chung là cái bộ kim con này cũng đẹp anh em nha. Hàng thì hàng xịn ha, hàng thương hiệu này có lẽ là Ý rồi, Valentino là Ý ha. Đó. Thương hiệu Ý á, dây khóa nguyên zin hết luôn, dây còn để coi cái độ dài. Dây còn quá trời dài luôn em nha, anh em yên tâm về cái độ dài của dây ha. Giá 280 thôi, rẻ hơn 3 kim luôn ha. Phía đáy nó hơi xấu tí nè, anh em lưu ý nha. Đó, cái đáy nó hơi xấu tí ha. Hơi xấu một xíu thôi, cái này anh em vệ sinh lên là nó cũng sáng anh em nha. Tại này vừa về mình thấy cái đáy nó cũng không có được chuẩn lắm ha. Sale mạnh luôn. Số 19 này giá 280 nha, nặng trịch rồi, nặng lắm. Bởi vì nó đúc hết mà. Nguyên cái bộ dây không là quá trời anh em ha. Số 19 280 nha nè. Số 20 nha, một chiếc Raptor, chiếc này như Raptor này như của QQ nè em nha. Chết rồi, dính rồi. Chiếc này giá cũng siêu tốt luôn nè em nha. Chiếc này 230 thôi nha. Chiếc này là nó chạy cái máy Miyota ha, máy 6M hơi hơi M này, 6M60 hay sao. Máy này nó có lịch thượng với lịch góc 3 giờ luôn. Ngoài cái lịch ngày 3 giờ thông thường nó có thêm cái lịch thượng chỉ thứ nữa anh em nha. Cái bộ máy nó thì nó phức tạp hơn máy máy Yuta bình thường ha. Máy nó xịn hơn nhiều ha. Đó. Cái độ mới nó còn cao anh em nha, bán 230 thôi. Giá rất tốt luôn. À, Crafter như của QQ anh em nha. Đó. Thì anh em yên tâm của hãng gì thì nó cũng xài máy Miyota xịn rồi anh em yên tâm ha. Con này niềm khía nha, con này làm theo form kiểu Rolex anh em ha. Nó có lúc góc 3 giờ luôn nè. Kính nó còn đẹp luôn, kính còn quá đẹp luôn, có trầy thì tất nhiên là có nhưng mà nó còn đẹp nên nha. Đó, có lịch thượng góc 12 giờ. Đây, 35, luôn đúng là 37 anh em nha. Form quá đẹp luôn em ha. Những form này thuộc loại form huyền thoại rồi anh em ha. Đó. Cực đẹp nha. Anh em đeo này thì cũng đỡ phải mang tiếng là đeo Rolex nhái anh em ha. Đó. Rater nha. Kim có dạo qua. Ni tay thì còn rất rộng luôn nha, ni tay 20 vẫn vừa ha, rất thoải mái cho anh em nha. Số 20 này giá 230 thôi, giá cực tốt nha anh em. Số 21 anh em nha, một chiếc anh ba à, form siêu đẹp luôn, à, chiếc này phối với dây chun anh em nha, chiếc dây chun rất mới luôn, 33 luôn đúng là 34 nha. À. Còn chiếc này còn quá mới luôn em ha, rất mới luôn. Tất nhiên cũng có xước lông mèo này, mịn mịn thôi, khó thấy lắm ha. À. Mà đẹp. Anh em xem chiếc dây chun này ha. Dây chun không đáng tiền anh em ha. Chiếc này 220 nha. Chiếc này mấy chị mà tay tròn tròn mình vẫn đeo được á, hoặc là các anh tay mạnh mảnh tí á, mình đeo bao đẹp luôn ha. Ok nha, chiếc số 21 là giá 220. Mấy chiếc dây chun này thì mình cứ đem ra thợ cắt mắt theo cái ni tay của mình bình thường anh em nha. 21 220 nha. 22 của một chiếc anh ba này ha, chiếc này thì phong nữ, chiếc này rất là độc nè. À, cái kính nó lõm xuống anh em nha, kính lõm xuống dưới luôn ha. Đó. Chiếc này còn rất mới luôn, đồ mới rất là cao luôn, cái dây chun còn rất mới luôn nha. Đó.
cái cốt của nó thì ở góc 4 giờ anh em ha. Hầm 8 nha, tính luôn núm của nó thì là gần 30 á ha. 22 170 nha nè, mới kính con luôn, gọi là mới kính con ha. Anh em thấy cái đáy của nó nè ha. Quá mới luôn. Cái dây chun rất rất là xịn luôn em nha. Đó, dây chun kéo xịn lắm. Chun bắt chéo này nó xịn hơn bình thường ha, êm tay cực kỳ luôn. Rồi 22 là giá 170 em nha. 23 anh em ha. 23 một chiếc quay Wayshaper, chiếc Casio, chiếc hàng này hàng xịn Casio nha nè. Tesla ha, chiếc này pin rất là cầm luôn. Kính hơi xước tí nè ha. Mấy chiếc này toàn là 400 mấy trở lên không anh em ha. Chiếc nào đẹp có thể tới 500 mấy chiếc Tesla này. À, nó không thua gì mấy chiếc G-Shock hàng mắc tiền em ha. Này thì nó có hai cái ô, một chiếc hiển thị kim, cái hiển thị điện tử nha. Đó. Nói chung nhiều chức năng lắm, nói chung kim là chỉnh chạy chuẩn giờ rồi anh em ha, còn điện tử thì anh em về có thể nghiên cứu thêm nha. Đó. Này là pin nó đang ở chữ mid là ở mức trung anh em ha. Đó, anh em phơi thêm thì nó hiện lên chữ 2 là ở mức cao nha. Em mình thấy chữ low LO kép thì mình đi phơi tiếp ha. Đó. Dây này nó bị lỗi dưới phía đầu dây tí này, hơi tiếc cái này anh em nha. Đeo thì cũng không có ảnh hưởng á, tuy nhiên nó lỗi với đầu dây tí này ha. Nó mất cái đoạn này tí xíu nha. Đó. Nên xe con này giá nó giống như mấy chiếc điện tử bình thường thôi ha, nó là chiếc điện tử chiếc Casio mà hai hai hiển thị hai múi giờ luôn ha. Đó, hơi trầy tí kính anh em nha. Cái này size lớn nha nè. 42 ha. 42 45 nha, đó, size lớn ha. Đây. Đây, ok, chiếc 23 là giá 208 nha. Chiếc 24 này nha, tiếp tục một chiếc chiếc vàng niên khế nữa anh em ha. Chiếc này thì máy nó là máy sinh thôi nha, nên bán chiếc này 150 thôi. Đó, độ vàng nó còn rất là cao luôn ha, rất mới luôn nha. Lorenzo Valentino anh em ha. Đó, mấy chiếc này toàn là thương hiệu Ý anh em ha, nhưng mà chiếc này sử dụng máy sinh nha. Đó. Kính cũng có xước mà ít lắm anh em, kính có xước, cái mặt vàng nói chung con này là full vàng luôn ha. Đó. Nó xi luôn mặt trong luôn nha. Ok, chiếc này thì giá là 150 thôi. Giá rất tốt để mình mua mình thay đổi ha. 35, luôn núm là 37 nha. Dây free size anh em ha. Quá đẹp luôn. Có 12 giờ có viên đá anh em nha. Mấy cái cọc kim nó có miner ha. Đó. Số 24 này là giá là 150 ngàn thôi nha. Số 25 anh em nha, một cặp Zen Mini ha. 25 26 là hai combo, mỗi combo là một cặp cùng hãng luôn. Đây, hai chiếc Zen Mini nha anh em. Này giá giống như là một tặng một anh em ha. Này là size 24, chiếc này là size là tầm 31 á, luôn đúng chiếc này 33 nha. Đó. Độ mới nó còn rất cao anh em ha. Đó. Máy nhặt đen này nha, mấy chiếc này máy nhặt đen ha. Đó. Này là nam hoặc là nữ tay nhỏ hoặc là chị em mình đeo được ha, nữ đeo được hết ha, đeo nữ đeo cả size lớn này cũng được nha. Đó. Nữ thì tay nào mình cũng đeo được em ha, nữ thì mình đây cái khoảng size rộng lắm em ha. Số 25 là giá 150 một cặp luôn, giá chưa bằng hai sợi dây nên nha. Số 26 anh em nha, tiếp tục cặp Audi ha. Trước giờ bán tới mấy cặp Audi rồi em ha. Chiếc này có thêm một chiếc Audi, chiếc này nó hơi lạ so với mấy chiếc kia nha. Cái niềng nó thì nó không biết là nó zin tối màu hay là do nó bị do thời gian mình cũng không rõ nữa anh em nha. Nhưng mà cái màu này nó độc lắm, hai chiếc này đều size lớn hết. Trước mình cứ xếp chiếc lớn chiếc nhỏ nha, mấy chiếc này đều 32. Luôn đúng nó chiếc này tới 335 34 ha. Đó, hai chiếc nó bằng nhau. Cái dây này nó cũng khác anh em nha. Chiếc này không là gần đủ tiền anh em ha. Máy ép sinh nhưng mà nó có dập chữ Hồng Kông nha. Rất là thật thà anh em ha. Đó. Cái niềng làm rất đẹp luôn anh em nha. Anh em vệ sinh thêm thử ha. Tại vì cái màu đôi khi nó có những cái form nó làm giả cổ anh em nha. Đó.
kính này kia còn rất ok luôn, cái này đẹp, cặp này giá quá tốt luôn. Còn cái form Quattro Audi này thì nó rất là mình hay bán rồi, anh em biết rồi ha. Đó. Cặp 26 giá 200 nha. Tới 27 này nè. Chiếc quýt này quýt China nha, quýt China nhưng mà làm đẹp lắm, nặng nữa, nặng tay nè. Cái nóc không là nặng trịch anh em nha, nó làm cái nóc rất là dày luôn ha, chứ không phải nó làm xi mỏng mỏng giống như nhựa anh em nha, rất dày rất nặng nha. Chiếc này bán 150 nha nè. 46.5 nha nè. Đó. Anh em thấy họa tiết nó khác này, đó, rất tỉ mỉ ha. Cái giờ là nó ghi 12 giờ là hướng, khi anh em coi giờ là em để ngang về anh em coi nha. Đó, chứ không phải cái mặt là đang làm theo đúng cái hướng ở ngoài này, anh em thấy không? Đó. Ví dụ đây là 6 giờ kém tầm 6 giờ kém 18 anh em ha. Đó, ví dụ vậy. Mới ra 2 giờ ở trên nha. Chiếc này 150 ha, rất đẹp luôn. Mấy chiếc này anh em treo xe ha, hoặc là mua cho mấy bé treo có học tập ha, hoặc là mình treo ở phòng gì đó đều rất đẹp nha nè. 27 trăm rưỡi nha. 28 nữa, một chiếc kiểu móc khóa robot nha, nó đúc nó nặng trịch rồi ha. Chiếc này thì máy nhặt đen nha. Rồi đúng không, mình thấy chữ G này. Máy nhặt đen nha nè, chiếc này máy nhặt đen ha. Nhỏ nhỏ gọn gọn nha nè. Anh em kéo cái núm trên này để chỉnh giờ nha. Nó đúc cho nên nó nặng tay lắm, chứ không phải là hàng nhựa anh em ha, kim loại á. Tầm 23 nha, nhân kích thước tổng thể của nó thì tầm 38 nha nè. 84 nha nè, form rất hay á, form robot nha, rất hiếm luôn nha. Tầm 84 nha. 89 này nè, con này cũng một quýt ha, quýt mà quýt nó có cái bọc da ha. Con này là máy sinh nha nè, máy sinh máy nhật đen thì nó xem nhau á, con này đúc cũng đúc nặng tay lắm, rất là nặng tay luôn ha. Cubana. Con này size cũng tương đối lớn. À, 46.5 nha. À, anh em có thể gài ở quần nha, hoặc là gài ở túi xách ha. Hoặc là mình làm móc mình treo gì đó đều ok hết nha. Đó. Cái em coi giờ thì anh em mở mở ra như vậy nha. Phía đây là phía sau lưng nó, phía sau lưng nó ốp miếng da luôn nè ha. Nó có miếng da để anh em có thể móc lên. Ví dụ anh em móc đâu đó mình ấy ha. Còn này mình kẹp cái mặt lại. Bảo vệ cái mặt kính ha. Đó. Rất hay luôn. Form này hiếm gặp nè ha. Số 4 là 200 nha. Xin lỗi anh em số 29 nha, xin lỗi anh em số 29 nha, số cuối cùng à, số 29. À. 200 ngàn. Ok, mình vừa giới thiệu với anh em 29 số nha. Anh em nào quan tâm anh em vui lòng xem kỹ cái mô tả của mình ha. À, về tình trạng kích thước nha. À, để anh em lựa đúng cái món mình cần nha. Rồi, cảm ơn anh chị em đã quan tâm ủng hộ nha. Xin chào anh chị em nha.